Người ta nói rằng nếu như những ai chơi Rubik thì sẽ có một cảm giác gần giống như khi đang yêu. Cả trai như thế này thì không cần em phải ngồi đây thì kiểu gì kiểu ai gặp cũng chốt. Đẩy thuyền lệch là khó về bến lắm đấy. Tay cầm hoa, tay cầm tim, Trang cả có tim đấy ạ. Bố mẹ em cũng mong em có người yêu nên là bố mẹ em cũng xem tuổi rồi ạ. Phía trước là tương lai, phía sau là hậu phương, vững chắc quá còn gì anh.